Chào mừng bạn đến với clip hướng dẫn lập trình C++ căn bản, và trong clip này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các loại vòng lặp trong C++. Đầu tiên thì chúng ta sẽ gặp một số cái trường hợp trong thực tế là yêu cầu chúng ta phải thực hiện lặp lại một cái nhiệm vụ hoặc một cái đoạn chương trình nào đó một số lần. Thì trong những cái trường hợp như thế thì chúng ta sẽ cần phải sử dụng tới các vòng lặp. Ok, và dạng chung của vòng lặp như sau. Đó là nếu như cái điều kiện còn thỏa mãn thì chương trình sẽ tiến hành lặp việc thực hiện một số cái nhiệm vụ nào đó, nếu không thỏa mãn thì chúng ta sẽ rời khỏi vòng lặp. Ok, và có một số các kiểu vòng lặp như sau. Loại thứ nhất đó là vòng lặp while. Vòng lặp này sẽ lặp chừng nào cái điều kiện lặp còn thỏa mãn, và nó tiến hành kiểm tra điều kiện lặp trước khi thực hiện lặp các khối câu lệnh chúng ta. Vòng lặp while xong đến vòng lặp for. Vòng lặp for thì nó cũng thực hiện tương tự như vòng lặp while, nhưng nó khác là lặp với số lần viết trước, còn while thì sẽ không phải là số lần viết trước. Thế, tức là while có thể lặp vô hạn, còn for thì thường nó sẽ sử dụng cho những cái vòng lặp biết trước số lần lặp, và nó hoạt động tương tự như vòng while. Loại thứ ba ở đây đó là vòng lặp do while, thì nó cũng tương tự như vòng lặp while, khác ở chỗ. Vòng lặp while thì kiểm tra điều kiện lặp trước khi thực hiện việc lặp khối lệnh. Còn vòng lặp do while thì nó thực hiện khối lệnh ít nhất một lần trước khi nó kiểm tra cái điều kiện lặp. Ok, tức là nó kiểm tra điều kiện lặp ở cuối, còn thằng while điều kiểm tra điều kiện lặp ở đầu. Loại thứ tư ở đây là các vòng lặp lồng nhau, tức là ba cái thể loại vòng lặp trên này mà nó lồng vào nhau. Thì lồng vào nhau có nghĩa là gì? Tức là bản thân trong một cái vòng lặp nào đó thì lại chứa một hoặc một số các vòng lặp nữa. Ok. Thì cụ thể nó như thế nào thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong từng clip. Và trong cái clip này thì mình sẽ giới thiệu các bạn về vòng lặp while. Chúng ta sẽ đến với vòng lặp while. Cú pháp cơ bản của nó như sau. While, điều kiện. Nếu điều kiện thỏa mãn thì lặp các câu lệnh hết. Ok. Và trong đó thì điều kiện là, các bạn đã biết rồi, là một cái biểu thức điều kiện nào đó. Và statement thì có thể là một hoặc một số các câu lệnh cần phải thực hiện khi mà cái điều kiện lặp được thỏa mãn. Và khi mà cái điều kiện lặp không còn thỏa mãn nữa thì cái chương trình sẽ tiến hành chạy đến cái câu lệnh liền sau vòng lặp để xử lý. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một số lưu ý và sơ đồ tổng quát. Đầu tiên là một số lưu ý đã. Một số lưu ý thì cái vòng lặp while của chúng ta có thể sẽ không được thực hiện một lần nào hết nếu như cái điều kiện lặp nó đã sai ngay từ đầu, hoặc là nó kiểm tra từ đầu mà nó không thỏa mãn. Ok, tức là cái điều kiện lặp của chúng ta mà thỏa mãn thì cái khối code của chúng ta sẽ được lặp đi lặp lại. Nếu không thỏa mãn thì nó đến đây nó kiểm tra cái, thế là không thỏa mãn rồi, nó rẽ sang cái nhánh này, nó trượt đến cái câu lệnh liền sau cái khối vòng lặp của chúng ta. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ đến với ví dụ minh họa. Giả sử là bây giờ mình sẽ nhập vào một cái số nguyên n và tiến hành tổng của tất cả các phần tử từ 0 đến n. Và đồng thời chúng ta sẽ xuất ra cái giá trị của từng phần tử từ 0 đến n đi. Thế thì chúng ta sử dụng vòng while như thế nào? While n lớn hơn bằng 0 thì chúng ta sẽ làm hai việc, đó là xuất thông tin ra này n bằng bao nhiêu. Thế đây là giá trị của n. Sau đó thì sum sẽ cộng bằng giá trị của n. Ok. Sau đó thì n trừ trừ. Chúng ta đã học về biến rồi, chúng ta cũng đã biết là biến cần phải được khởi tạo nếu như nó là biến cục bộ, cho nên chỗ này này chúng ta phải đảm bảo giá trị sum nó chính xác, chúng ta phải khởi tạo cho nó ban đầu bằng 0. Sau đó chúng ta nhập giá trị cho thằng n. Ok. Và cuối cùng khi mà vòng lặp while kết thúc thì mình sẽ xuất ra màn hình cái giá trị sum. Ok. Sum bằng bao nhiêu. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành thực hiện chương trình. Mình nhập n bằng 20. Ok. Và ở đây thì chương trình nó đã tiến hành lặp chừng nào mà cái giá trị n của mình còn chưa chạy tới 0. Ok, đây. Thì nó tiến hành in ra các giá trị của chúng ta từ 20
cho đến tận giá trị 0, sau đó tính tổng. Khi mà chương trình kết thúc, ok, tức là vòng lặp while kết thúc thì nó in ra cái giá trị của sum, tức là cái lệnh liền sau. Đây. Cái lệnh liền sau của khối vòng lặp này này. Nó đã được thực hiện, ok, tức là chương trình thực hiện các lệnh một cách tuần tự. À, như vậy là cái ví dụ nó chỉ đơn giản như thế thôi. Đối với các thể loại lặp khác thì các bạn thực hiện tương tự. Ok. Và chương trình của mình đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong clip liên quan đến vòng lặp for.